nữ ca sĩ TikTok phát hiện camera giấu kín trong phòng tắm tại khách sạn. Mới đây, ca sĩ Phạm Lịch chia sẻ câu chuyện lưu trú tại khách sạn khi đi diễn nhưng bị camera quay lén khiến ai nấy đều bàng hoàng. Cụ thể, trước giờ ra sân khấu chạy chương trình, ca sĩ Phạm Lịch đứng tim khi biết tin phòng bên cạnh phát hiện ra camera giấu kín trong nhà tắm. Dù đi diễn cùng chồng, nhưng thông tin này khiến cả hai hoang mang vì không biết liệu phòng của mình có bị thiết bị nhạy cảm này không. Được biết ngay sau đó, khách lưu trú đã lập tức báo công an đến giải quyết. Vụ việc gây ra không ít lùm xùm vì ai nấy đều lo lắng, sợ hãi hình ảnh riêng tư bị quấy rối. Phạm Lịch cho biết cô đã nghe việc camera giấu kín trong khách sạn từ lâu, nhưng nay mới trải qua cảm giác này. Nữ ca sĩ cảm thấy vừa sợ vừa trách bản thân, sao quá chủ quan. Việc các khách sạn nhà nghỉ có gắn camera ẩn trong phòng vốn không còn là điều quá xa lạ. Từ chuyện của Phạm Lịch, giới ca sĩ kháo nhau nhiều việc có liên quan. Trong đó họ cũng chia sẻ việc làm thế nào để phát hiện ra camera giấu kín khi lưu trú tại khách sạn trong những chuyến biểu diễn. Có khá nhiều cách để tìm ra camera ẩn trong phòng, nhiều quan sát kỹ lưỡng xung quanh, nhất là ở những ngóc ngách, khe hẹp trong phòng. Dùng app phát hiện camera, hoặc gọi điện thoại, rồi đi quanh phòng xem khu vực nào bị nhiễm sóng, tại đó rất có thể có camera ẩn. Tin tức trên đã khép lại bản tin của ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!